Chiều nay tiếp tục lên hai món đồ cổ nha, đồ cổ tiếp tục lên cho anh em hai món đồ cổ, đó là cái chống đứng của CD90 ông địa với lại cái đập thắng nha. Hai món đồ cổ này chiều nay mình lên hai món nha. Rồi lên trước luôn nè. Đây là cái chống đứng của con CD90 máy ông địa. Chống này là hiện tại là đẹp, phôi đẹp không lỗi nhưng mà tuột hết sơn rồi nha anh em, cũng như là đồ cổ nằm rã xa bãi nhập lâu năm thì tuột hết sơn rồi. Phôi rất là đẹp. Chống này anh em về vô số 7 CD Bentley này kia cũng ok hết nha, xài ngon lành. Phôi đẹp nha anh em. Cái chống đứng luôn luôn hai con này mình bán 700 nha. Đó. Anh em thích hợp về vô số 7 CD CL cũng được. Nhưng mà mình về vô số 7 CD CL thì mình phải thay cốt nè. Tại số 7 CD CL mình là xài cái cốt chống đứng này là cốt hai lớp nha. Đó. Còn này cốt này một lớp nó bằng như của Rimway mình á, một lớp. Về vô số 7 CD CL thì mình xài cốt hai lớp. Cái chống này mình bán 700 ngàn nha. Mình chơi hệ đồ cổ, bán hệ tè hệ đồ cổ nha. Rồi còn cái này là cái đập thắng của con CD90 máy ông địa luôn nha anh em. Về anh em vô 67 S90 rất là ok, đủ thắng rồi, còn 7 màu, xi 7 màu nha. Đó. Thăng cũng còn ok tương đối lắm nha. Xi mặt tiền đẹp nè, anh em vô xe là xi mặt tiền đẹp lắm. Cái đập thắng này 300 nha anh em. Cái đập thắng này 300, rất là đẹp. Cái này là cái bên Nhật người ta gắn vô cái này là bảo vệ nè, nên là cái mặt tiền này là chưa có một miếng xí mòn nào luôn nè anh em. Đó. Không? Rồi cái đập thắng này mình bán 300 nha. 300 nha. Anh em nào lấy hết hai món này tính 8 xị luôn, nhanh gọn lẹ nè. Lấy hết 8 xị.